The Soulless Automation là cái này chắc kiểu hardcore cho mình này. Trời má, màu vàng khe. Mấy cái con nào nó dưới mình được. Trời má, đặt tên in damage vừa nhổ gốc cây xong damage detected. Phải quá. Quái nào lại có bơ ở dưới đất này? Con này nhanh dữ vậy, sói vậy? Tụi tụi sánh vai. Đập em. Mồi, đập nó. You may have invaded my mind and my body, but there's one thing to say and only is đập nem, mồi đập nó, anh lại lát hít cho. Ui sợ. Ui, 5 HP, đi về. Sắc. Cái này nó pích góc nhìn trên xuống, nhìn dưới phi thuyền bay lên. E. Rồi, não em teo rồi, ăn hai cái quả, hai cây nấm của anh đưa, não teo luôn. Còn 13 IQ. Ăn thêm cái mushroom nữa biết đâu thông minh lại. Rồi, thôi xong rồi. IQ 0, nhìn thế giới bằng hai màu luôn. IQ 0 là nhìn kiểu tông màu sad boy anh. Hồi đó em chỉnh filter này nè. Ây da. Chết thiệt, má nổi cô đơn nên gặp nhóm em. Rồi con tim đã vui trở lại. Chúng nó không cắn mình. Ây da, chúng nó vẫn cắn được em. Em vẫn không có bạn gái nè. Oh, là đi khoai. Ok, càng sống càng bị ngu rồi. Heo, đánh nó đi heo. Thời m**** heo biển tê giác khúc chết rồi. Thang nấu lên im. Mấy cái nhà em mà bị cháy. Trời m**** đồ ăn gì mà trừ máu trừ trừ luôn chứ thông minh luôn. Anh nhờ em mới coi cái đồ ăn. Đi tìm chắc là lên. À ha. À ha, bắt được con thỏ. Chết mỏ mì. Rồi, em siết nó chết rồi. Khô. Quần nó tính ra được ăn thịt con thỏ còn sida hơn ăn cà rốt. Đi rồi, có gì rồi. Vậy mấy con úi. Dâu, cầm dù cũng bị hả? Dâu. Ôi. Ăn gear lên lên quá trời máu luôn. Ui, tê giác còn 26 máu à. Mày chết. Để tao. Mày. Ha, một hit. Đúng một robot ăn ăn kim loại phát mẹ tỉnh người liền. Thông minh ra liền. Gà chết. Ủa, nó đi đâu rồi? Nó đi rồi. Ủa, con gà trốn vào trong bụi cây nhà chị rồi. Mấy ông bay mệt quá, nó nằm xuống nó thở. Nó thở. Ui, tới ôm rồi. Ê, con khứa ma đây nè. Hello. Sợ em quá nó chạy rồi. Nhìn nhìn em giống cái thằng mà cầm dù hát không? Cái thằng mà giờ em dancing, em singing in the rain. I'm singing in the rain. Just singing in the rain.